Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 13 tháng 6, hơn 45.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông với hai môn thi là ngữ văn và tiếng Anh. Trong buổi sáng nay, thí sinh làm bài thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều thi tiếng Anh với thời gian làm bài 60 phút. Kết thúc ngày thi đầu tiên, đa phần thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái. Thí sinh cho biết, đề thi bám sát với chương trình kiến thức cơ bản, theo cấu trúc đề thi minh họa. Đối với đề thi ngữ văn, các thí sinh cho rằng đề văn năm nay gần gũi, nhân văn. Kết thúc ngày thi đầu tiên em thấy rất là hài lòng với cái bài thi của mình. Bài thi cũng bám sát với chương trình thầy cô cho ôn rất là kỹ. Bài thi cũng không đánh đố học sinh. Đề thi môn văn năm nay rất là hay. Ngoài những yêu cầu về hệ thống kiến thức còn có những liên hệ về bản thân rất là hay. Về tình phụ tử, tình cha con rất là thiêng liêng. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc. Trong buổi sáng có một thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu trong phòng thi. Sáng mai ngày 14 tháng 6, thí sinh sẽ dự thi môn cuối cùng là môn toán với thời gian làm bài 120 phút.